xây cũng một thêm một vài năm nữa là nó mới hết em ha. Dạ. Em còn lát nữa mình đi qua bên khu rừng á là xa không em? Đi bộ không? Hay là phải xe gọi xe chở? Dạ mình đi bộ ạ. À, đi bộ qua hả? Nhưng mà em sợ bà không đi được, mình lên rừng mình thuê xe ngựa đi chắc. À không không, vô đó là thuê xe ngựa là chị biết rồi, nhưng mà nói từ chỗ ăn sáng đưa qua nè. Đi qua bên đó xa không nè? Dạ, đây đây, lối lên rừng là bên này đây. Mà đi xa không? Không xa. Từ bên kia qua bên này. Vậy hả? Dạ. Ngay đây đây cái cổng hay ra đây ha em, cổng ngay đây phải không? Dạ đúng rồi. Rồi rồi rồi. Vậy đi bộ qua đi ha, rồi mình thuê xe ngựa bên đó đi vòng vòng chơi. Dạ nếu mà bà không đi được thì cứ báo em hỗ trợ xe điện. Bảo vệ gọi xe điện.